Hello, xin chào các bạn, Mi Game đã trở lại rồi đây. Dịch bệnh Corona vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người dân trên toàn cầu vì nó có mức độ lây lan nhanh và các triệu chứng nguy hiểm có thể gây tử vong cho người mắc phải. Và đứng trước dịch bệnh thì chúng ta mới hiểu rằng sức khỏe con người là mong manh như thế nào. Và những giây phút không ngờ thì chúng ta chỉ cần hít thở thôi cũng có thể trở thành người bị nhiễm bệnh lúc nào mà không biết. Trong lịch sử thế giới cũng đã tồn tại những cơn đại dịch làm ảnh hưởng tới một số lượng lớn dân cư toàn cầu, như là đại dịch cá chết đen, đại dịch cúm Tây Ban Nha, vân vân và vân vân. Trong thế giới game cũng có nhiều tựa game lấy ý tưởng từ những đại dịch và đã cực kỳ thành công. Hôm nay Mi Game sẽ điểm qua top 5 đại dịch đáng sợ nhất trong thế giới game nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đa phần những con chuột hầu như không có ảnh hưởng quá nhiều lên người chơi hoặc cốt truyện, hoặc nó cũng chỉ là những con chuột dễ thương, đáng yêu và có phần lém lỉnh mà thôi. Thế nhưng trong A Plague Tale: Innocence, người chơi phải đối mặt với cơn lũ toàn chuột là chuột với số lượng kinh khủng khiếp lên đến hàng triệu con. Câu chuyện bắt đầu tại nước Pháp thời Trung Cổ, tháng 11 năm 1348, vào thời điểm mà đại dịch cá chết đen đang lên tới đỉnh điểm tại châu Âu. Và mặc dù lấy ý tưởng từ đại dịch cá chết đen, nhưng đám chuột trong A Plague Tale: Innocence lại không có một nguồn gốc hoàn toàn là thảm họa tự nhiên. Đặc điểm của đám chuột trong A Plague Tale: Innocence là số lượng của chúng cực kỳ lớn, ít thì từ vài trăm tới vài ngàn con, đông đúc hơn thì có thể lên tới cả triệu con. Và đám mây chuột này không hiền lành một tí nào cả. Chúng xông lên xơi tái con người, động vật, miễn là sinh vật sống xuất hiện trên đường đi của chúng. Thậm chí đến cả xác chết chúng cũng không bỏ qua. Với số lượng đông đảo như vậy, thứ vũ khí hiệu quả nhất có thể chống lại chúng chính là lửa. Nhưng về sau, đám chuột này còn được tiến hóa. Chúng tụ lại và tạo thành một cơn lốc xoáy lớn, từ đó tấn công vào mục tiêu mà không quan tâm đến bên kia có lửa hay không. Đây là một thứ khiến chúng trở nên bất bại. Và con người không chỉ là thức ăn của chúng, bất cứ ai xấu số bị chúng cắn phải sẽ bị nhiễm bệnh. Người bệnh sẽ có những triệu chứng như sốt cao, nội hạch, máu khó lưu thông và cuối cùng là ngạt thở rồi chết. Và nếu có một người bị nhiễm bệnh thì cả cộng đồng xung quanh cũng sẽ rất dễ bị lây lan. Trong cốt truyện A Plague Tale: Innocence thì căn bệnh do đám chuột gây ra cơ bản không có thuốc chữa. Số lượng người chết không phải tới mức xóa sổ toàn châu Âu như cái chết đen phiên bản gốc, nhưng đây cũng là một đại dịch kinh hoàng trong thế giới game. Nếu như đã chơi hay biết đến Dead Space thì các bạn không thể không biết đến lũ Necromorph, bọn quái vật khủng khiếp và là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người chơi mỗi khi vào game. Necromorph xứng đáng là một trong những quái vật khủng khiếp nhất của dòng game kinh dị vì chúng hội tụ đầy đủ các yếu tố làm nên một con quái vật bước ra từ ác mộng: sức mạnh, khả năng lây nhiễm, hình diễn kinh tởm và độ nguy hiểm. Có thể nói Necromorph là một dạng zombie ngoài vũ trụ, kinh tởm hơn gấp nhiều lần so với zombie bình thường. Necromorph là một loại bệnh dịch được phát tán bởi một thứ gọi là con dấu. Thứ này sẽ biến đổi sinh vật sống hoặc đã chết thành một quái vật biến dị trong một khoảng thời gian rất ngắn. Người bị nhiễm sẽ ngay lập tức biến đổi thành các loài Necromorph khác nhau, sau đó lao đến và tấn công các sinh vật sống mà không phải là đồng loại của chúng trong vòng chốc lát. Lũ quái vật này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tàn sát và lây lan dịch bệnh cho tất cả các sinh vật sống mà nó gặp để tiến đến bước cuối cùng, đó là tạo ra mặt trăng Necromorph. Nếu như T-Virus có thể dừng lại bằng vaccine, đám chuột trong A Plague Tale: Innocence cuối game sẽ biến mất, thì trong Dead Space, mọi chuyện chỉ tạm kết thúc khi mặt trăng Necromorph nuốt trọn tất cả sinh vật sống trên hành tinh và biến nơi đây thành một vùng đất chết hoàn toàn, không còn một chút mầm sống nào cả. Tại sao là tạm kết thúc? Vì sau khi chén xong một hành tinh, mặt trăng Necromorph sẽ tạm rơi vào trạng thái ngủ đông và giải phóng ra một con dấu vào vũ trụ, tiếp tục tìm con mồi tiếp theo. What? World of Warcraft có phải game về đại dịch đâu ba, thằng ạt này bị dở hơi à? Từ từ, tôi biết World of Warcraft không phải là game về đại dịch, nhưng các ông có biết về sự kiện máu xấu vào năm 2005 trong World of Warcraft chưa? Sự kiện máu xấu Corrupted Blood là một sự kiện lây lan trong World of Warcraft và đã lây nhiễm cho hơn 1 triệu nhân vật trong game. Sự kiện này đặc biệt đến mức các chuyên gia về dịch bệnh phải coi nó là một case study để nghiên cứu về hành vi con người mỗi khi có dịch bệnh xảy ra luôn đó. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2005, Blizzard đã công bố một sự kiện đánh bot mới, kêu gọi các game thủ có level cao tấn công vào hang ổ của HK The Soul Player, hay còn gọi với tên khác là Blood God, tức là thần máu. Con bot này có các kỹ năng đó là ếm máu xấu vào người chơi và khi nhân vật bị rút máu thì con bot này sẽ được hồi máu. Máu xấu gây ra khoảng 250 đến 300 sát thương mỗi giây, đó là một con số khá thốn so với máu trung bình của các nhân vật level cao tại thời điểm đó. Nếu lây sang nhân vật level thấp thì họ sẽ chết mà không kịp ngáp luôn. Điều đặc biệt là máu xấu còn có thể lây lan sang những nhân vật đứng bên cạnh của người bị ếm, và người chơi không thể mang máu xấu ra khỏi khu vực mà thần máu trú ngụ.
Thế nhưng có một tai nạn mà không ai lường trước được, đó là máu xấu đã lây lan lên thú cưng của nhóm nhân vật thợ săn và chúng đã mang máu xấu ra khỏi hang ổ của thần máu. Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn khi một vài thợ săn trở về từ hành trình tiêu diệt HK đã đứng giữa kinh thành đông người và triệu hồi pet của mình. Máu xấu đã lây lan lên cả NPC trong thành phố. Tốc độ lây lan chóng mặt khiến hàng trăm người chơi level thấp chết ngay lập tức khi vừa nhiễm phải dịch bệnh. Những nơi quy tụ đông người thì tràn ngập xương trắng. Những người chơi thuộc dòng nhân vật có khả năng hồi máu tự nguyện ra tay giúp đỡ. Những người chơi level thấp và không có khả năng thì giúp chỉ dẫn những người chơi khác đến vùng an toàn. Trong hoàn cảnh đó thì vẫn có những kẻ cố gắng lây lan dịch bệnh sang cho người khác. Cuối cùng, Blizzard đã phải reset server và dịch máu xấu kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2005. Khác với những game được đề cập ở trên, người chơi Plague in Evil không phải mang cho mình sứ mệnh đi giải cứu thế giới, tìm đường thoát thân hay là tiêu diệt mầm bệnh, mà chính người chơi sẽ là dịch bệnh và nhiệm vụ của bạn là lây nhiễm dịch bệnh đó ra cho toàn cầu. Nhà phát triển đã rất chu đáo và ân cần vì cung cấp cho bạn rất nhiều cách đa dạng giúp bạn hoàn thành trên con đường diệt vong thế giới. Đầu tiên là bacteria, vi khuẩn, một kiểu dịch bệnh lây lan phổ biến với tiềm năng vô hạn. Virus là một loại mầm bệnh biến đổi nhanh chóng và vô cùng khó kiểm soát. Fungus là nấm, khó có thể bay xa nếu không có điều kiện gì đặc biệt. Parasite là ký sinh trùng, việc ký sinh ngăn DNA biến đổi trong truyền nhiễm hàng ngày. Prion là một thể protein độc, mầm bệnh này chậm rãi nhẹ nhàng nhưng rất phức tạp và ẩn nấp trong bộ não của con người. Virus nano, một cỗ máy siêu nhỏ nằm ngoài tầm kiểm soát và có công tác tự hủy. Bioweapon là vũ khí sinh học, một mầm bệnh nguy hiểm, hủy diệt bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Đó, mục tiêu của bạn để giành chiến thắng là làm sao cho dịch bệnh của bạn lan trên toàn bộ nhân loại. Và bạn phải tìm cách để dịch bệnh lây lan càng nhanh càng tốt, nhưng phải hạn chế tỷ lệ tử vong. Vì nếu xảy ra người chết sớm, dịch bệnh của bạn sẽ được chú ý và thuốc đặc trị sẽ được ra đời để khắc chế dịch bệnh của bạn. Lúc đó thì dịch bệnh chỉ còn nằm trong tầm kiểm soát mà thôi. Tựa game này đã được ra mắt vào năm 2016, nhưng sự lây lan của virus corona hiện tại đã khiến Plague in Evil trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Cũng vừa hay học sinh, sinh viên đang nghỉ ở nhà và không có gì để làm, thì hãy tải ngay con game này về để trải nghiệm cảm giác lây lan dịch bệnh cho toàn cầu là như thế nào nhé. Đề đại dịch trong thế giới game thì không thể nào không nhắc tới Resident Evil, tựa game kinh dị sinh tồn đã quá quen thuộc với các game thủ rồi. Và nguyên nhân dẫn đến bữa tiệc xác sống trong Resident Evil chính là từ con virus được mệnh danh là tàn ác nhất trong thế giới game, T-Virus. T-Virus chính là đầu sỏ gây ra hầu hết các tội ác, sự kiện thảm khốc trong series Resident Evil này. Được nghiên cứu và sản xuất thành vũ khí sinh học BOW, hay viết đầy đủ là Bioorganic Weapon, bởi tập đoàn Umbrella. T-Virus đã trở thành một trong những món vũ khí sinh học có tên tuổi đối với các game thủ nói riêng, cũng như là trong lòng người hâm mộ thể loại zombie nói chung. Ban đầu, mục tiêu của dự án T-Virus chính là tạo ra một đội quân có khả năng chiến đấu mà không cần đến những nhu cầu bình thường của cơ thể. Điều này đòi hỏi phải thỏa mãn hai điều kiện là virus phải lây lan nhanh và đến mức có thể lây lan cho toàn bộ dân cư mục tiêu, đảm bảo tỷ lệ tử vong 100%. T-Virus khi xâm nhập vào cơ thể sẽ tấn công vào các tế bào đầu tiên. Nếu vật chủ vẫn còn sống sau khi bị nhiễm, T-Virus sẽ phá hủy toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Việc này sẽ khiến cho kẻ bị nhiễm trở thành một xác sống, hung hăng, đói khát và vô hồn. T-Virus có khả năng lây nhiễm các đối tượng hoặc 3 cách khác nhau. Một là tiêm trực tiếp. Do T-Virus được coi là một loại vũ khí sinh học nên việc tiêm trực tiếp T-Virus vào cơ thể của vật chủ đã được Umbrella coi là phương tiện lây nhiễm chính. Thông qua các vết thương hở, ví dụ như là bị đám zombie cào, cắn trúng. Nếu bị tấn công bởi vật chủ bị nhiễm bệnh, có thể là do bị cắn, cào, rạch hoặc đâm, thì có thể khiến virus truyền vào máu của họ thông qua chất dịch và mô trên cơ thể của người bị nhiễm. Thông qua nguồn nước và không khí, trong game, đập Arclay và nhà máy xử lý nước Raccoon đã bị nhiễm virus, rò rỉ và cung cấp nguồn nước cho thành phố, lây nhiễm cho nhiều dân thường. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cơn ác mộng tại thành phố Raccoon. Trên đây là 5 tựa game mà MeGame tin rằng đã khai thác rất tốt chủ đề về đại dịch. Và tụi mình biết là vẫn còn rất nhiều tựa game hay về các đại dịch mà MeGame vẫn chưa đề cập tới, chẳng hạn như là The Walking Dead, Dead Islands, The Last of Us. Các bạn ấn tượng nhất về game đại dịch nào, hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết. Nếu thấy đây là một video hay, nhớ like, share cũng như là subscribe cho MeGame nữa nha. Ngoài ra thì tụi mình còn có fanpage và group Facebook, nên là hãy tham gia với tụi mình theo link ở phần mô tả ở bên dưới nha. Và giờ thì đã hết video rồi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye!